quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo kết quả của một cuộc khảo sát mới được công bố ngày 26 tháng 9 do trường cao đẳng Marist ở New York tiến hành, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris gần như đang đạt tỷ lệ ủng hộ ngang nhau tại ba bang chiến địa quan trọng là Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Theo cuộc khảo sát, cả ông Donald Trump và đối thủ Kamala Harris đều nhận được 49% ủng hộ của cử tri ở Bắc Carolina. Tại Arizona và Georgia, ông Donald Trump chỉ tạm dẫn trước 1% khi 50% cử tri tiềm năng ở cả hai bang tiết lộ sẽ bỏ phiếu cho cựu lãnh đạo Nhà Trắng, trong khi 49% cử tri nghiêng về phía bà Kamala Harris. Trong số hàng nghìn cử tri tham gia cuộc khảo sát từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 9, tới 91% bày tỏ chắc chắn về lựa chọn của họ. Theo báo The Hill của Mỹ, ba bang chiến địa Arizona, Georgia và Bắc Carolina có tổng cộng 43 phiếu đại cử tri. Ông Donald Trump từng chiến thắng ở Bắc Carolina trong cả hai cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và 2020. Ông Donald Trump cũng từng đánh bại ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton ở Arizona và Georgia vào năm 2016, nhưng để thua đối thủ Joe Biden ở cả hai bang này vào năm 2020, đánh dấu lần đầu tiên một ứng cử viên Dân Chủ giành chiến thắng tại Georgia kể từ năm 1992. Ông Donald Trump đã kiên quyết phản đối kết quả bầu cử ở Georgia, cáo buộc đã xảy ra gian lận bỏ phiếu tại đây. Tuy nhiên, những tuyên bố này đã bị nhiều quan chức của bang, bao gồm cả thống đốc Brian Kemp, cùng đảng Cộng hòa của ông Donald Trump bác bỏ. Trong khi đó, một cuộc thăm dò mới của UMass Lowell và YouGov tại bang Michigan cho thấy bà Kamala Harris dẫn trước ông Donald Trump với khoảng cách 5 điểm phần trăm, 48% với 43%, mặc dù cựu tổng thống có lợi thế hơn trong số những cử tri độc lập với tỷ lệ ủng hộ 36% và 29%. Tại bang Pennsylvania, bà Kamala Harris giành được 48% phiếu bầu, còn ông Donald Trump bám sát với tỷ lệ 46%, trong khi 4% cho biết vẫn chưa quyết định. Hầu hết cử tri bang Michigan và Pennsylvania cho biết họ sẽ không thay đổi quyết định về việc sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Hai ứng cử viên phó tổng thống là thượng nghị sĩ J.D. Vance của đảng Cộng hòa bang Ohio và thống đốc Tim Walz của đảng Dân chủ bang Minnesota sẽ có cuộc tranh luận vào tuần tới khi còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử. Các cuộc thăm dò cho thấy, trong bối cảnh một cuộc đua xít sao giữa hai ứng cử viên tổng thống trong chặng cuối, thì bất kỳ sai lầm lớn hoặc đòn hạ gục nào của một trong những ứng cử viên phó tổng thống đều có thể thay đổi cục diện. Liên quan đến vấn đề nhập cư, để đối mặt với những cuộc tấn công liên tục từ phía cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đảng Cộng hòa về việc không đủ khả năng xử lý cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam, bà Harris có kế hoạch đến thăm khu vực biên giới Mỹ-Mexico tại bang Arizona ngày 27 tháng 9 giờ địa phương. Với các đề xuất cử các đặc vụ mới đến biên giới và áp dụng công nghệ để ngăn chặn dòng chảy tiền chất fentanyl tuôn vào nước này. Trong cuộc thăm dò của NBC News công bố đầu tháng 9 cho thấy, phần lớn cử tri cho rằng ông Donald Trump sẽ bảo vệ biên giới tốt hơn bà Kamala Harris. Trong bài phát biểu tại thành phố công nghiệp Pittsburgh, thuộc bang quan trọng còn đang dao động Pennsylvania, bà Harris chỉ trích ông Trump là kẻ thua cuộc lớn nhất về kinh tế, đồng thời cam kết vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ Kamala Harris tự mô tả mình là người ủng hộ tầng lớp trung lưu của Mỹ đang phải vật lộn với giá cả cao, trong khi đối thủ Donald Trump thì ủng hộ những người sở hữu những tòa nhà chọc trời lớn. Kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên cho đảng Dân Chủ, các cuộc thăm dò cho thấy bà đang vượt qua ông Trump để trở thành người được cử tri tin tưởng về nền kinh tế. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang bám đuổi sát nút trong các cuộc thăm dò và cả hai đang tiếp cận những cử tri còn đang chần chừ bằng việc nhấn mạnh vào các vấn đề quan trọng như nền kinh tế khi chỉ còn gần 5 tuần nữa là đến ngày bầu cử. Trong bài phát biểu tại thành phố công nghiệp Pittsburgh, thuộc bang quan trọng còn đang dao động Pennsylvania, bà Harris chỉ trích ông Trump là kẻ thua cuộc lớn nhất về kinh tế, đồng thời cam kết vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước. Bà cho biết gần 200.000 việc làm trong các nhà máy đã bị chuyển ra nước ngoài trong thời gian ông Trump ở Nhà Trắng. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tự mô tả mình là người ủng hộ tầng lớp trung lưu của Mỹ đang phải vật lộn với giá cả cao, trong khi đối thủ Donald Trump thì ủng hộ những người sở hữu những tòa nhà chọc trời lớn.
bà Harris tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư cho ngành sản xuất tại Mỹ, cũng như lặp lại những lời hứa trước đó về việc giảm thuế cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Về phần mình, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump cũng đưa ra những cam kết nhằm thúc đẩy sản xuất tại Mỹ, nhưng phần lớn dựa trên kế hoạch áp thuế toàn diện đối với hàng nhập khẩu. Phát biểu trước những người ủng hộ ở Mint Hill, bang North Carolina, một bang chiến trường quan trọng khác, ông Trump khẳng định, các bạn sẽ được bảo vệ trước việc hàng hóa nhập khẩu tràn vào vì chúng ta sẽ áp dụng mức thuế từ 50 đến 200%. Kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ, các cuộc thăm dò cho thấy bà đang vượt qua ông Trump, trở thành người được cử tri tin tưởng về nền kinh tế. Dự kiến bà Harris sẽ có cuộc phỏng vấn truyền hình lớn đầu tiên, với tư cách là người được đề cử vào cuối ngày 25 tháng 9 theo giờ Mỹ, tức ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam, trên kênh tin tức MSNBC. Trước đó, kết quả thăm dò do hãng tin Reuters Ipsos công bố ngày 24 tháng 9 cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đang dẫn trước ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ 47%, 40%. Các số liệu khảo sát cho thấy, bà Harris dường như đang làm giảm lợi thế của ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng liên quan đến kinh tế và việc làm. Cụ thể, trong kết quả cuộc thăm dò kéo dài 3 ngày kết thúc vào ngày 23 tháng 9, bà Harris dẫn trước 6 điểm phần trăm khi nhận được sự ủng hộ từ 46,61% cử tri đã đăng ký, trong khi ông Trump nhận được 40,48% ủng hộ. Khi được hỏi ứng cử viên nào có cách tiếp cận tốt hơn về nền kinh tế, thất nghiệp và việc làm, khoảng 43% cử tri trong cuộc thăm dò chọn ông Trump và chỉ có 41% chọn bà Harris. Cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin Reuters Ipsos được tiến hành trực tuyến với 1.029 người Mỹ trưởng thành trên toàn quốc, trong đó có 871 cử tri đã đăng ký, với biên độ sai số vào khoảng 4%. Ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ tổ chức một cuộc meeting vào ngày 5 tháng 10 tới đây tại Butler, bang Pennsylvania, nơi ông đã từng bị ám sát hụt hồi tháng 7 năm nay. Trong một thông báo được đưa ra vào ngày 25 tháng 9, đội ngũ tranh cử của ông Trump cho biết, sự trở lại của Tổng thống Trump tại Butler sẽ đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông đến địa điểm này kể từ khi ông bị trúng đạn vào ngày 13 tháng 7. Ông Donald Trump, 78 tuổi, đã ấp ủ kế hoạch quay trở lại Butler sau khi ông thoát chết, theo NBC News. Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã trở thành mục tiêu ám sát của Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, người đã bắn 8 phát đạn về phía ông từ trên đỉnh một tòa nhà ngay bên ngoài khuôn viên nơi ông Trump đang đứng. Cựu Tổng thống Mỹ đã bị bắn và bị thương ở tay phải khi vừa quay đầu lại để xem biểu đồ thống kê về người nhập cư. Crooks đã bị tiêu diệt bởi một tay súng bắn tỉa chỉ vài giây sau đó. Chỉ 2 tháng sau vụ nổ súng ở Butler, các nhà điều tra cho biết ông Trump đã bị Ryan Wesley Root nhắm đến tại sân golf mang tên ông ở West Palm Beach, Florida. Kẻ này đã nằm chờ gần 12 giờ với một khẩu súng bắn tỉa trước khi bị một mật vụ phát hiện và nã súng. May mắn là vụ ám sát này cũng bất thành. Ngày 24 tháng 9, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump cho biết nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới, ông sẽ áp thuế 100% đối với mọi ô tô nhập khẩu vào Mỹ qua biên giới với Mexico. Phát biểu tại Savannah, bang Georgia, ông Trump khẳng định, chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế 100% đối với mọi chiếc xe nhập khẩu qua biên giới Mexico. Ông Trump cũng gợi ý, cách duy nhất để xóa bỏ mức thuế này là các công ty hãy xây dựng một nhà máy tại Mỹ và thuê nhân công bản địa làm việc. Ông Trump đã cam kết ngăn chặn các doanh nghiệp Mỹ chuyển việc làm ra nước ngoài, chiếm việc làm và nhà máy của các nước khác bằng cách dựa vào thuế quan toàn diện nhằm thúc đẩy sản xuất. Ông Trump nhấn mạnh, tôi muốn các công ty ô tô Đức trở thành các công ty ô tô của Mỹ, tôi muốn họ xây dựng nhà máy của họ tại đây. Ý tưởng trên của ông Trump, nếu trở thành hiện thực, có thể gây ra một cuộc đảo lộn lớn trong ngành sản xuất ô tô của Mỹ. Nhiều công ty đang sản xuất những chiếc xe nhỏ hơn, giá rẻ hơn ở Mexico, được tạo điều kiện thuận lợi từ một thỏa thuận thương mại mà ông Trump đã đàm phán khi còn là Tổng thống hoặc ở các quốc gia khác. Chi phí lao động thấp hơn tại Mỹ giúp các công ty có lợi nhuận. Nay họ sẽ phải chuyển nhà máy sản xuất về Mỹ mới tránh được việc phải nộp thuế nhập khẩu 100%. Các hãng sản xuất ô tô Đức và các nước khác đã có hoạt động sản xuất rộng rãi tại Mỹ và nhiều hãng hiện đang sản xuất nhiều xe tại Mỹ hơn so với số xe họ xuất sang Mỹ. Hãng xe BMW có xưởng rộng 300.000 m²
ở bang South Carolina, sử dụng 11.000 nhân viên, sản xuất hơn 1.500 xe SUV mỗi ngày cho Mỹ và 120 thị trường xuất khẩu. Các hãng xe Mercedes và Volkswagen cũng có các nhà máy lớn tại đây. Trong bối cảnh nước Mỹ chia rẽ hơn bao giờ hết, có lẽ không ngạc nhiên gì khi hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Kamala Harris đưa ra những chính sách hoàn toàn đối ngược nhau, cho thấy viễn cảnh hoàn toàn khác về một nước Mỹ dưới thời của họ. Mặc dù chỉ còn ít hơn 2 tháng trước ngày bầu cử, Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn chưa công bố các chính sách mà bà dự định sẽ triển khai nếu trở thành Tổng thống Mỹ. Thay vào đó, chiến dịch tranh cử vào phút chót của bà Harris đang chủ yếu được thúc đẩy bởi thiện cảm và sự nồng nhiệt của Đảng Dân Chủ dành cho bà, tập trung vào việc tiếp tục và mở rộng các chính sách được giới thiệu dưới chính quyền Biden-Harris. Trong một vài bài phát biểu, bà đã nhấn mạnh vào các vấn đề như chăm sóc sức khỏe, biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm thiểu bất bình đẳng và bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp lao động. Một trong những chính sách mà bà cam kết sẽ thúc đẩy là để mở rộng tín dụng thuế trẻ em và tăng các khoản hỗ trợ cho các gia đình có trẻ sơ sinh nhằm hỗ trợ các gia đình có thu nhập trung bình và thấp để nuôi dạy con cái. Bà Harris cũng cam kết sẽ giảm bớt gánh nặng giá cả sinh hoạt, bao gồm chi phí thực phẩm và bất động sản, một vấn đề mà chính quyền ông Biden đã bị chỉ trích nặng nề sau khi giá cả tăng vọt tại Mỹ trong suốt 3 năm qua. Về vấn đề nhập cư, bà Harris ủng hộ cách tiếp cận nhân đạo hơn so với các chính sách dưới thời ông Trump, đồng thời nhấn mạnh việc cải cách để tạo con đường nhập cư bất hợp pháp cho người tị nạn, đặc biệt là những người thuộc chương trình Dreamers. Trong các vấn đề đối ngoại, bà Harris vẫn đề cập rất ít, nhưng dự định sẽ tiếp tục khung chính sách của ông Biden, tập trung vào việc duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Tuy nhiên, việc thiếu một nền tảng chính sách cụ thể chỉ 2 tháng trước ngày bầu cử đã gây ra hàng loạt chỉ trích từ các đối thủ chính trị và một phần cử tri, thậm chí là những người trong Đảng Dân Chủ đang mong chờ một chương trình nghị sự rõ ràng hơn từ bà Harris. Trái ngược với bà Harris, ông Donald Trump đã công bố nền tảng chính sách chi tiết nếu ông quay trở lại Nhà Trắng, mang tên Agenda 47, với mục tiêu đưa Mỹ trở lại vị trí dẫn đầu thế giới và bảo vệ các giá trị bảo thủ truyền thống nhằm làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Trump đã đưa ra cam kết chính trong Agenda 47, bao gồm các biện pháp nặng tay về kiểm soát nhập cư, tạo công ăn việc làm, phát triển quân đội, cũng như là cắt giảm thuế và các biện pháp để thúc đẩy kinh tế và giảm lạm phát, một thứ mà ông cho rằng chính quyền Biden-Harris đã hoàn toàn thất bại. Chương trình nghị sự của ông Trump bao gồm các cải cách văn hóa và giáo dục nhằm chống lại cuộc chiến tranh văn hóa đang diễn ra tại Mỹ mà ông đổ lỗi cho các hệ tư tưởng cánh tả cấp tiến. Giống với nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng cam kết tập trung mạnh mẽ vào các vấn đề luật pháp và trật tự nhằm triển khai các chính sách thực thi pháp luật chặt chẽ, tiêu diệt các băng đảng ma túy, chống bạo lực băng đảng và tăng hình phạt đối với tội phạm bạo lực. Ông đặt mục tiêu khôi phục luật pháp và trật tự ở các thành phố lớn, cáo buộc chính quyền Biden và các thị trưởng dân chủ ở những nơi như Los Angeles và San Francisco đã hoàn toàn mất kiểm soát khả năng đảm bảo an ninh trật tự tại đây, dẫn đến nạn vô gia cư và tội phạm tràn lan. Một trong 20 cam kết của ông Trump đi theo lập trường bảo hộ, khẳng định rằng ông sẽ chấm dứt việc thuê ngoài và biến Mỹ thành một cường quốc sản xuất thông qua việc giảm thuế và bãi bỏ các quy định hành chính mà ông cho là cản trở sự phát triển nền kinh tế. Ông Trump cũng muốn biến Mỹ thành nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới, có lẽ bằng cách đảo ngược các quy trình về môi trường để cho phép khai thác các nguồn năng lượng không tái tạo dễ dàng hơn. Trong lĩnh vực đối ngoại, ông hứa hẹn với các cử tri là sẽ tạo ra các chính sách đối ngoại mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong việc đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ông cũng cam kết sẽ đàm phán lại hoặc rút khỏi các hiệp định thương mại mà ông cho rằng không công bằng với Mỹ, một thứ mà ông Trump đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên khi rút khỏi CPTPP và đàm phán lại hiệp định thương mại Bắc Mỹ. Ông Trump cũng cam kết sẽ ngăn chặn thế chiến thứ ba bằng cách đem hòa bình trở lại cho châu Âu và Trung Đông, ám chỉ đến mong muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine và dải Gaza nhanh nhất có thể.